Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại và đến với chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề Nghe lời mẹ, tôi đã đi cặp bồ. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tâm sự này nhé. Tôi lấy vợ được 3 năm thì quyết định ly hôn. Không phải vì chúng tôi hết yêu thương nhau, mà tất cả là tại vợ của tôi ngang ngạnh, không chịu sinh con cho tôi. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô ấy lại không nghe. Đến mức tôi phải nói cứng với cô ấy. Nhà anh ấy, không thể không con không cháu. Em mà không sinh không đẻ được ấy, thì anh ra ngoài anh tìm đấy. Đến lúc đấy, đừng có trách anh. Nhưng mà vợ tôi nghe xong thì vẫn cố giải thích. Bây giờ con cái vào mệt mỏi lắm, kinh tế còn khó khăn, cứ cố vài năm sau rồi sinh cũng được mà anh. Em với anh mới có 28 tuổi, đã già đâu mà sợ. Nhưng mà bằng tuổi anh, bạn bè ở quê, có đứa ba con rồi, em có hiểu không? Bố mẹ anh mong có cháu, có người nối dõi lắm rồi. Vài năm nữa có sao đâu, anh đừng có giục em. Nói như thế nào cô ấy cũng không nghe. Mẹ tôi ở quê còn nói với tôi rằng hay là con vợ mày nó tịt, nó không đẻ được nên mới tìm cách trì hoãn như vậy. Tốt nhất ấy, mày cứ ra ngoài cặp bồ thử xem thế nào. Vậy là tôi đã nghe theo lời của mẹ tôi. Tôi thử ra ngoài và đi cặp bồ. Tôi cũng muốn xem liệu mình có khả năng đẻ được hay không. Ai ngờ chỉ 2 tháng ra ngoài thì bồ tôi báo rằng cô ta có bầu. Tôi cố đợi xem là con trai hay là con gái. Và cuối cùng ông trời cũng thương tôi, cô ấy đã có thai con trai. Vợ anh không chịu đẻ con cho anh, giờ em đẻ hẳn cho anh đứa con trai rồi đấy. Anh phải lo mà đón em về, chăm con, chăm em chứ. Tôi được rồi, anh biết rồi, em cố chờ anh nhá, anh thu xếp. Vậy là tôi đã nghe lời bồ. Tôi về tôi nói chuyện với mẹ tôi, thì mẹ tôi bảo rằng ông trời đúng là thương nhà mình rồi. Này, con bỏ luôn cái con cá dù đực không biết đẻ kia đi, để cưới luôn vợ mới nhá. Con dâu mới sẽ sinh cháu đích tôn cho mẹ. Dạ vâng ạ. Vậy là ngay 1 tuần sau, tôi đã chìa đơn ly hôn trước mặt vợ. Này, bồ tôi có bầu con trai rồi, cô ký đơn đi. Tôi đã nói rồi, cô lại không nghe tôi. Để đến mức này thì cô đừng có trách tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ ký đơn cho anh toại nguyện. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy phải khóc lóc van xin, ai ngờ rằng cô ấy ký đơn luôn, chẳng hề nghĩ ngợi, không hỏi thêm tôi một câu nào. Thế rồi vợ bỏ đi được 1 tuần thì tôi cưới bồ mới. Ngày cô ấy sinh, mẹ tôi lên chăm sóc con cháu rất là chu đáo. Bà kiêng cho con dâu đúng 3 tháng 10 ngày cơm bưng nước rót, không phải động vào việc gì. Đêm cháu khóc, bà cũng chính là người thức để bế, chứ con dâu chả phải làm gì. Cứ như vậy đã 3 năm rồi, tôi ly dị vợ đầu, con tôi bây giờ cũng 2 tuổi rồi. Vợ chồng tôi đang tính sinh đêm đứa thứ 2. Mẹ tôi cứ bảo đẻ đi, đẻ bao nhiêu đứa bà cũng chăm được. Nhưng vợ chồng tôi chưa kịp thực hiện thì bất ngờ vợ cũ xuất hiện. Hôm đó chỉ có tôi và mẹ ở nhà. Mẹ tôi đã lên ở hẳn để trông con cho tôi. Vợ hiện tại của tôi thì đang đi du lịch. Thấy có người bấm chuông, tôi ra mở cửa thì thấy vợ cũ của tôi. Tôi sững sờ, chưa kịp nói gì thì cô ấy đã cười tươi rồi nói với tôi. Dù sao cũng là người cũ, chẳng nhẽ anh không mời em vào nhà được sao? Trước đây em cũng từng là chủ của căn nhà này 3 năm cơ mà. Vậy là tôi mở cửa cho cô ấy bước vào. Cô ấy nhìn mẹ tôi bế cháu thì cũng chào hỏi đàng hoàng. Tôi chưa kịp hỏi cô ấy đến đây để làm gì thì cô ấy chìa ra cho tôi một tờ giấy. Mấy năm nay anh nuôi con tu hú, anh có vui không? Cô nói cái gì? Đây là kết quả xét nghiệm vô sinh của anh từ 5 năm trước. Anh có biết là sau 1 năm cưới nhau mà thấy chưa có con, tôi đã mang con giống của anh đi xét nghiệm không? Bác sĩ kết luận rằng anh không thể có con, là anh vô sinh, chứ không phải là do tôi không đẻ được. Này, cô đừng có mà nói linh tinh, tôi không tin vào mấy tờ giấy vớ va vớ vẩn này.
Nếu như anh không tin, anh có thể đi khám lại. Và tiện thể, anh làm luôn xét nghiệm ADN. Không lại đến cuối đời, lại là một thằng đồ vò. Năm xưa tôi yêu anh, tôi nhẫn nhịn để gia đình mình yên ấm. Tôi sợ khi biết kết quả, anh sẽ sốc. Nên tôi im lặng, tôi chịu đựng. Nhưng mà ai dè, anh lại cắm sừng tôi. Gia đình anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ thì hay rồi, tôi có chồng mới. Anh ấy rất yêu thương tôi. Và tôi đang có bầu. Hôm nay tiện đường qua đây, tôi vào tôi chúc mừng gia đình anh. Thế nhá, chúc anh hạnh phúc. Nói rồi cô ấy rời đi. Và tôi đã nghe lời cô ấy. Tôi đã đi làm xét nghiệm. Nhận tờ xét nghiệm kết luận mình bị vô sinh. Tôi đã đau đớn. Nhưng tới cái ngày có kết quả đứa con không cùng huyết thống của tôi, thì tôi lại càng đau đớn tột cùng. Mẹ tôi đã sốc và bà phải nhập viện khẩn cấp. Tôi không ngờ vợ tôi lại là con người như vậy. Ngày đó cô ấy cứ im ỉm ký đơn, để giờ đây xuất hiện khiến cả gia đình tôi tan nát. Tôi chẳng còn thiết con cái nữa mà lao vào bệnh viện chăm mẹ tôi. Mẹ tôi có làm sao thì làm sao mà tôi có thể sống được đây. Tôi bây giờ không biết phải đối diện với cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Chẳng nhẽ tôi lại ly hôn tiếp theo. Và tôi phải sống ra sao đây? Thực sự, tôi đã hy vọng rất nhiều. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Và không biết quý vị có giống Tâm An hay không, nhưng mà khi mà đọc xong cái tâm sự này đến cuối cùng, thì anh ta vẫn quay qua để trách người vợ cũ của mình. Không một lời cảm ơn, không một lời gọi là ăn năn, hối hận, mà lại còn quay sang trách cô ấy thâm nho. Là bởi vì cô ấy cứ im lặng như vậy, để rồi ra đi, không nói năng gì, để rồi đến cuối cùng là gia đình của anh ấy tan nát, cuộc hôn nhân thứ hai của anh ấy không biết phải đối diện như thế nào, và người mẹ của anh ta đang nằm trong bệnh viện. Không thể tin được, tại sao lại có thể trách móc cô ấy chứ? Không một lời xin lỗi. Thật sự là Tâm An không hiểu được rằng là anh đang nghĩ cái gì. Và nếu như có như thế thì chăng nữa thì kết quả này cũng chính là do anh tự chuốc lấy. Người ta thường nói như cái gì? Quả báo, nhân quả nó thường đến muộn. Nên là nhiều người không biết được rằng là nó đến khi nào. Và sau chỉ có mấy năm mà anh đã nhận được cái kết quả xứng đáng về mình rồi đấy. Còn tưởng rằng là tôi cảm thấy áy náy, tôi cảm thấy hối hận vì tôi đã đối xử với vợ cũ của tôi như vậy. Nhưng mà không, anh ta không hề nói được những cái lời như thế. Anh ta còn quay sang trách móc cô ấy là không nói cái kết quả này cho cô ấy, cho anh ấy biết, để rồi anh ấy đi xét nghiệm ADN, để rồi biết rằng đứa con đó không phải là con của mình. Trời đất ơi, Tâm An chưa bao giờ gặp cái hoàn cảnh này, cái tình trạng này. Và đúng là trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một người chồng mà nghe lời vợ, nghe lời mẹ của mình đi ra ngoài tình, để rồi mang đến cái sự đau khổ tan nát của cuộc hôn nhân. Tâm An cảm thấy rằng là cái chuyện mà sinh con, rồi là chuyện mà có cháu trai nối dõi ấy, nó vẫn còn in hẳn ở trong rất là nhiều tư tưởng của tất cả mọi người. Không phải là ngày xưa. Ngày xưa thì Tâm An không nói, bởi vì thời bố, thời ông của mình thì đúng là cái tư tưởng này nó còn nặng nề. Nhưng mà đến cái thời này rồi mà đang còn cái tư tưởng này thì không biết phải nói gì. Tại sao một người đàn ông của gia đình mà lại nghe lời của mẹ để đi ra bên ngoài cặp bồ và mong muốn có một đứa con trai nối dõi. Cũng giống như cái lúc mà Tâm An đọc đến cái đoạn mà tôi phải để xem là cô ấy mang thai là con trai hay con gái thì tôi mới tính tiếp. Thế lúc đấy mà cô bồ này cô ấy mang thai con gái thì anh ta lại còn làm những cái điều khủng khiếp như thế nào nữa. Thật sự là không hiểu được. Vì vậy sau khi lắng nghe cái tâm sự này, Tâm An cảm nhận được là hy vọng là những ai mà lắng nghe được cái tâm sự này thì hãy yêu thương vợ của mình. Hãy luôn luôn xem xét những cái khía cạnh. Tại sao cô ấy lại như thế? Tại sao cô ấy lại không sinh con? Và có lý do gì để khiến cho cô ấy phải làm như vậy? Tất cả mọi chuyện trên đời này đều có lý do. Và ngay cả cái chuyện cô ấy không muốn sinh con hoặc là cô ấy chưa có thể sinh con, thì hai vợ chồng hãy ngồi lại với nhau, bàn luận với nhau, hoặc là có thể mang nhau đi khám sức khỏe. Chứ đằng này anh ta lại đối xử như thế với người vợ cũ. Và đúng rồi, anh ta nói rằng là tôi không biết phải đối diện với cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Đối diện gì bây giờ ạ?
có phải là Tâm An quá khắt khe và quá ích kỷ hay không, khi mà nghĩ rằng là đây là quả báo của anh ta và anh ta đáng phải nhận như vậy. Còn đối diện với cuộc hôn nhân của anh ta như thế nào? Thì nếu như là một người chồng thông minh, một người đàn ông có bản lĩnh, thì anh tự ta tự quyết định. Chẳng nhẽ lại bây giờ nuôi con của người khác sao? Hay là anh ta lại sợ rằng nếu như ly hôn lần hai thì mọi người lại đánh giá? Thì đó là việc mà anh nên cân nhắc. Sai một lần rồi, không nên tiếp tục sai lầm nữa. Chúng ta có thể sai lầm một lần, nhưng mà đừng có sai lầm hai lần trong một cuộc hôn nhân. Đó là những gì mà Tâm An muốn gửi tới vị khán thính giả của chúng ta. Còn quý vị khán thính giả thì sao? Sau khi lắng nghe cái tâm sự này thì quý vị có đôi điều góp ý, hãy comment ở dưới video này cho vị khán thính giả của chúng ta biết được nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào những tâm sự tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.